Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức lộ clip tim bí mật cầu hôn Trương Quỳnh Anh trong rạp chiếu phim. Trương Quỳnh Anh đã không kiểm soát được cảm xúc bản thân và òa khóc nức nở khi nhận được lời cầu hôn của chồng. Mới đây, một người bạn của cặp đôi ca sĩ Tim và Trương Quỳnh Anh đã chia sẻ đoạn video trực tuyến ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi lễ cầu hôn ấm áp của cả hai. Được biết, địa điểm diễn ra buổi lễ đáng nhớ này là ở một rạp chiếu phim tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trong ngày vui này, Tim đã phát một đoạn clip với nội dung chia sẻ cảm xúc, tình cảm đặc biệt mà nam ca sĩ dành tặng cho bà xã Trương Quỳnh Anh. Ngoài ra, quý tử Sushi cũng được xuất hiện với mong muốn được thấy bà mẹ mặc đồ cô dâu chú rể. Sau đó, Tim xuất hiện ngoài đời thật, nhảy tưng bừng cùng vũ đoàn theo kế hoạch. Ngồi cạnh Bảo Anh, theo dõi từng cử chỉ yêu thương chồng dành cho mình, Trương Quỳnh Anh đã òa khóc nức nở. Ngay lúc này, Tim đã nhanh chóng chạy lên dắt tay Trương Quỳnh Anh đi xuống giữa đám đông, rồi quỳ gối cầu hôn cô trước sự chứng kiến của những bạn bè thân thiết. Nhìn lại quá trình yêu nhau của cặp đôi Tim và Trương Quỳnh Anh từ khi đóng chung phim Bóng Ma Học Đường cách đây 6 năm, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Trong 4 năm qua, họ nhiều lần xảy ra tình trạng cơm không lành canh không ngọt. Có lúc, Trương Quỳnh Anh còn bỏ nhà ra đi và dọ không quay lại với Tim nữa. Tuy nhiên, sau tất cả, cặp đôi vẫn mặn nồng và còn ngày càng thắm thiết. Hy vọng cả hai sẽ nhanh chóng về một nhà và tặng cho khán giả một đám cưới cổ tích như nhiều cặp nghệ sĩ đình đám khác. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.